Trong khi đó thì cái trụ, hai trụ bảo vệ nhà chính của FTP đang trong thế cố gắng. Rika nhảy lên chơi cục xúc, nhưng một Rika năm sau qua cục xúc này của Rika chỉ là cái bàn thờ dành cho Rika mà thôi. Tiếp tục là siêu hùng giáng thế, nhưng siêu hùng này nhìn hơi phế. Tiger sẽ nằm tiếp theo hay chăng? Chưa, Tiger chưa nằm. Tiger chạy về điểm ngược lại ra mất một người. Mèo con Tiger và điểm kíp mèo con bị đạp phải bại chướng khí, anh ta đang phải chạy đi. Gia Gia đã nằm rồi. Họ lấy nửa cây máu của Kia, Kia bị dính bóng cổ tiếp, Kia bị dính nghịch sao, nhưng nghịch sao nó không phải là vấn đề gì. Jin, cái lượng máu này của Jin là dễ bốc hơi lắm á, và Jin đã bị dính án tử. Jin nằm xuống, chiêu cuối của Kia kéo được Melano hay chăng? Chiêu cuối của ta không cần tới thì Thoát cũng đã hạ gục được rồi. Kia mất đồng hồ, không, Kia mất giá hồi sinh, nhưng không sao, Bullet sẽ là người khiến cho những người kia không còn thấy được giao tranh này chăng? Không, Deep Kip mới là người được bắn. Deep Kip bắn xong, Deep Kip cũng ngụp củ bội và qua đã kêu Beta kêu dành cho Spot. Ấn thân anh là ninja xuất hiện, anh là Benta. Trong màn đêm, trong Spot là ninja. Đúng, khi xuất hiện anh ta là Benta. Một cô gái xinh đẹp bước trong vòng stream. Cô ấy bắt đầu với những buổi stream. Cô ấy đánh không hay nhưng really nigga. Không cần nhỏ. Nhưng không sao, đúng. Anh kỳ quá à. Vòng 1 không được đẹp, vòng 2 thì hơi xinh, vòng 3 thì hơi quái, nhưng không sao cả. Cô ấy vẫn luôn có rất nhiều fan hâm mộ. Bởi vì sao? Bởi vì quá xinh đẹp. Tôi không cần đánh hay, tôi vẫn có thể đánh được. Bởi vì sao? Liên minh mà, ai muốn đánh cũng được, miễn sao không phải John. Tôi vẫn là con gái và tôi cũng có quyền được đánh. Misty chứng minh là con gái này có thể chơi được game. Misty chứng minh là con gái có thể làm được những gì đàn ông muốn. Đàn ông có thể, nhưng mà bây giờ Misty đã không còn nữa lòng. Đây, không còn dễ. Ôi, Celebrity bị dính, quét tan kéo rồi bị dồn sát thương bởi bùng nổ sức mạnh. Nên cây cố gắng đá Ronomi ra, mua nợ Celebrity nhưng không được. Nên cây đã bị mất giáp hồi sinh. Antifan cố gắng quy, cố gắng đâm kiếm, cố gắng làm gì có thể để thể gỡ được nhưng hơi khó. Họ vẫn đang muốn câu thời gian. No Way bắn liên tục người qua Antifan và tiếp tục là stack cả hai. Bắn Antifan không hụt quen nào và chắc chắn là Antifan sẽ bị hạ gục. Quá riêng này của địa 1 và nó là rất khủng khiếp. Chim sẽ bay bướm quá nha, thật sự là rất bay bướm. Cái khoảng cách để bạn trở thành một hoàng đế của Surima và khoảng cách để bạn trở thành một tam kê nó gần nhau lắm. Nhưng địa 1 thì bước tới cái đỉnh của hoàng đế Surima rồi. Và anh ta làm rất tốt với cái tình huống vừa rồi. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với trận đấu playoff thứ 2 Việt Nam Championship Series mùa 2019. Giải đấu được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Coca-Cola Energy. Xin chào tất cả các bạn đang có mặt tại GG Stadium cũng như tất cả các bạn đang ở phía sau màn ảnh nhỏ của Vietnam Sport TV. Chúng ta cùng đến với trận đấu của hai đội giành thua Vietnam Championship Series mùa hè 2019. Giải đấu được tài trợ bởi nhãn hàng Coca-Cola Energy. Thủ nhá Icon nó từ Lisa nó sẽ hạn chế một tí xíu, nhưng mà không sao cả, quan trọng đó chính là hiện tại ở ui. Cái gì vậy, ông chơi con Lilia bao giờ chưa? Cái vừa rồi cũng phải là nền cái nè, mà là ngốc quá nè. Pha xử lý rồi. Xử lý. Có pha xử lý không tin được cái bộ kỹ năng. Làm đó cái chuyện nó cần được. Ơi. Hello motherfucker. Gì vậy? Tôi nhớ như là cái lúc mà clip mà giới thiệu con tướng này hình như cũng không có mấy cái pha mà nện cái nè mà quá nè. Đó cái nè, bị đập cái nè, tóc biến cái nè, tóc biến đến từ LL mà muốn dí theo Eagle. Chạy đâu? Eagle chạy được không? Đây Yado tới, sống hộ cái nè. Và đó là chiến công đầu dành cho Yado. Tuyệt vời trong tình huống vừa rồi. Bắt Ballet. Bắt Ballet và đang muốn ôm Ballet lại đây, nhưng Ballet vẫn còn toàn bộ kỹ năng để có thể tẩu thoát được. Một lần nữa có lẽ như nếu như SBTC Sport trong ván thi đấu này mà họ giành chiến thắng thì Yijin xứng đáng là một trong những người được cộng không chỉ là điểm 9 mà còn là điểm 10 nữa. Anh ta không cần uống trà xanh nhưng khả năng cướp đồ của người khác là quá tuyệt vời. Sảng khoái quá. Ván thi đấu này là họ nâng cấp thêm một cái tầm cao mới rồi. Khoan được, từ không thể phá hai thành viên đang giữ chân một thành viên lại, đang muốn bắt Yijin. Lá chắn đưa đánh quá ơi. Tốt, tóc biến lên, khinh thị không thành công và đang bị đẩy về. Không ai khác chính là Ballet W trúng, để coi xem có bay vào không. Yijin đang được sự hỗ trợ, ta tóc biết bỏ chạy đi. Quy trúng là người của địa 1, nhưng địa 1 chỉ bị làm chậm. Anh ta vẫn đang ở trong một mức độ rất an toàn để có thể thoát ra. Lay vào, lao vào đánh, ta lại giữ chân hai người nắm nóng cũng không được. Sẽ nắm lao vào, đó ba cây nhưng ta không có tung ra. Cả ngược lại Slay mới là người phải nằm xuống. Sentry đang cố gắng bắn, bắn không nổi, giam cầm hỗ trợ đồng đội. Bản năng sát thủ hỗ trợ có thể dứt điểm được Vildas và làm được chuyện đó. Điểm một có thể hiểu đẩy được Deep Kip ra.
Và có lẽ như điếm kiếp không biến tóc biến ai mới tóc biến vậy điếm kiếp dễ lạc lõng và ta phải nằm xuống cho biến luôn một tiếng tiếp theo. Còn trong khi đó tóc biến lên giữ chân lại nhưng không được, ngược lại người nằm xuống mới chính là đường trên của team Palette. Cũng tóc biến Palette đang bị đắn, anh ta bị dính cơn mưa Katia và anh ta chắc chắn sẽ nằm xuống mà thôi. Và team Flash sẽ thua trong ván thi đấu này. Còn trong SBCTC, từ một con gà ba lông trở thành một con phượng hoàng ba cánh và bọn họ sẽ kết thúc ván thi đấu thứ hai này mà thôi. Endgame 19-7, họ hủy diệt team Flash ở trong ván thi đấu thứ hai. Anh ta đang muốn làm một điều gì, anh ta bị dính quát tan kiểu, bị dính thêm kỹ năng quỷ bùng nổ sức mạnh luôn. Cô tịch gần nằm xuống luôn, bắt buộc phải bỏ chạy cũng như lao giao tranh mà thôi. Rất đáng tiếc cho cô tịch trong ván thi đấu này. Con rỉa tông này ở trong truyền thuyết thì nó là chú tể, nhưng ở trong ván thi đấu này nó là chú hề, nó vẫn chưa thể nào làm được bất cứ một điều gì cả ngoài trừ việc nằm xuống liên tục rồi sau đó là dâng hiến mạng, không chỉ cho Zeus mà là cho các thành viên còn lại của SBTC Sport. Và bây giờ họ đang làm điều đấy, đang cố gắng hỗ trợ lẫn nhau. Ánh trăng dẫn lối kết hợp thêm, đó là cái pháo nữa, đó là pha tóc biến lên. Ôi, chưa kịp thấy gì hết trơn hết trời. Và xe cô tịch đang bị tấn công, nó phe hai người rất tốt tấn từ Slay. Cô ta đã phải bỏ chạy, anh ta đang bị ôm phía cánh phải. CBL đang bị tấn công, cô tịch chắc chắn nằm xuống. Quay cam cao lên đường ôm phía dưới nào, và đó là CBL, anh ta sẽ nằm xuống. Quan trọng mạng giành chai mà thôi, đang dịch chuyển bỏ chạy đó là thì phát CBL chắc chắn sẽ bị hạ gục. Sai lầm đến từ Slider. Và người đang bị giữ lại đó là thì phát Zeros phát hiện thấy có cái dịch chuyển ở đây, anh ta ngay lập tức bắt thì phát hai đồng hồ đã được nhấn đến từ cả hai. Và Zeros đang bị tấn công, Zeros chắc chắn sẽ nằm xuống. Sai trong tình huống vừa rồi để không cần phải nói tới nữa. Thêm số 30 đằng trước tên của anh ta bị làm quá ẩu trong tình huống đấy. Chuyện đến từ Play, anh ta đang muốn tỏa sáng ở trang đá cả Bispo chuyển. Và cả Play luôn. Bispo đã lựa chọn người cho Sino. Play đang tới để xem có highlight không. Có highlight không, anh ta dứt điểm được một thành viên, ta mất tóc biến, Bakke mất tóc biến, Meldas đang phải bỏ chạy. Vẫn là mục tiêu deep kiếp bắn. Và anh ta kịp dứt điểm được Play trước khi mà ngã mũ nằm xuống. Vũ Hoàng thi vật được tung ra, nhưng đây là sai. Đi đâu rồi em nói, à đây rồi, kia là Queen đang xuất hiện trước mặt của Meldas. Meldas không bị dính kỹ năng, Weebalet đang chạy ra hỗ trợ. Tận thế đó được tung ra, kia là Queen đang muốn cắn. Nhưng hãy nhìn, đam quá khủng khiếp, thùng rượu để hỗ trợ cho rừng. Meldas đang phải bỏ chạy, Bispo vẫn đang cố gắng dí theo W đến từ sai đã trúng. Chắc chắn không có mạng hạ gục và đã dành cho kia là Queen. Cái vấn đề gì đó thì phải tóc biến lên, bắn phải cuối cùng chưa có mạng hạ gục. Sai vẫn đang phải lùi lại nhưng Sai không còn tóc biến nữa. Meldas đang tới, anh ta bật toàn bộ vỏ của mình lên. Chắc chắn là như vậy rồi. Anh ta tóc biến, trời ơi, Meldas tóc biến đắp vào mồm của Bispo nhưng Bispo vẫn chưa chết. Cái double kill di động nó đang đi từ từ về với cái trụ thứ hai ở khu vực đường dưới. Meldas tới, Meldas khá cây cú, anh ta muốn đắp vào người của Sai nhưng ta đắp vào người của Bispo, Bispo vẫn đang phải lùi lại. Và Bakke đã tới rồi, Bakke cũng cây phụ luôn. Anh ta đắp với tắc hơi Sai và Bispo. Trời đất ơi, nó đắp kia đánh kiểu gì thế này, tôi không hiểu nổi. Chuyện vừa rồi xảy ra, cả ba đều rất nỗ lực nhưng không có ai chết cả. Con Herim này quá khủng khiếp, đây là một con ngựa như nó bám đối phương như con đĩa vậy đó, cho nên đối phương chỉ có thể chửi là đồ con đĩa ngựa mà thôi, ngoài ra không thể làm được cái gì nữa cả. Bất lực hoàn toàn. 16-12 và team Flash họ vẫn chưa biết tìm lời giải nào để có thể giải quyết được con Herim này đây. Khu vực trên hình như có một pha solo kill và người chiến thắng là con Na. Khúc ru đừng thẳm, hai người thấy dây sen tung ra sát thương dồn vào Corey có được mạng gục. Tên lửa nào xuống khiếp tới hơi trễ, tóc biến lên quy vào sau khi thấy Bakke lao lên. Ôi phát chết thiên hạ, ôi trời đất ạ, oh my chúa. Chuyện gì mới xảy ra trong pha vừa rồi vậy? Bắt đầu biết tìm kiếm nhân cội hơn và đặc biệt là bắt đầu biết bắt người nhiều hơn. Nó khác biệt hơn rất là nhiều rồi. Bakke đúng có những pha ừ lâu lâu hơi phân chia tiếng cười tí xíu. Nhưng cái vấn đề nằm ở chỗ đó chính là Bakke phân chia tiếng cười. Bakke vẫn biết là mình cần phải làm gì. Ôi TH ơi, TH đang cố chạy, anh ta đang cố kêu gọi những người đồng đội của mình. Các bạn nhân viên ơi, các bạn nhân viên ơi, các bạn nhân viên ơi, vào hỗ trợ mình với. Nhưng ai dám chạy ra cứu anh ta? Đã có người chạy ra cứu nhưng cứu không nổi TH trong pha này. Glory vừa rồi di chuyển ẩu quá, bởi vì người ta có câu đi đêm có ngày gặp Trần Đức Bo là như vậy đó. Sai đang đi hơi sai và Sai phải trả giá sau tình huống sai đến từ Sai. Và cuối cùng Sai đã phải mất thêm, chính xác hơn chỉ mất một mạng hạ gục mà thôi. Nhưng cái giá phải trả ở khu vực đường dưới sẽ cực kỳ nặng nha. Nhưng hãy nhìn phía bên này, Play. Play ơi em ơi, em làm cái quái gì thế này? Tức có nghĩa là pha này nên ở trong cái trụ ba chờ đợi lính vô đúng không? Chứ đâu phải là bạn đánh kiểu như vậy. Và tiếp tục tấn công lên đó là Meldas, một pha đu vào đến từ Taki không hiệu quả lắm. Ruby đang bị bắn, đang bị tấn công bởi Yoshino. Và chính xác hơn nữa là anh ta đang trong tầm thế nguy hiểm, ta đang là người được nhắm đến phía cánh phải. Hakmet đã bị tấn công, Palette một lần nữa quăng thùng rượu không chuẩn xác lắm. Ruby vẫn đang giữ chân lại, Hakmet đã trở thành, anh ta đã chở mất cái nội tại của mình rồi. Còn trong đó dịch chuyển dí theo, ai cho em chạy em trai, anh biết mà, dăm ba cái này. Ôi trời ơi, lệnh sóng âm, ô mày chúa, tôi không tin được, hai cái lệnh sóng âm cái nào cũng một hết.
Siêu nhận thế chuẩn bị đáp xuống Binzai sử dụng tận thế ra đốc, sau đó anh ta tóc biến bỏ chạy, anh ta vẫn còn sống. W đang cố gắng hỗ trợ, Rocky bị dính quá nhiều khiến anh ta nằm xuống đất lẻ. Taki sử dụng lực hút kinh hoàng giữ chân được Bakke, Bakke thoát đi được, bản năng sẽ thủ tung ra đối thể bắt trong được Bakke, kiệt sức qua mọi người qua Riti. Riti vẫn đang được bắn bị dính, nó nắm cổ lý rõ nằm xuống, khiêu khích rất tốt, rất tốt. Binzai đang cố gắng bắt cho được Stark nhưng Stark vẫn thoát ra được. Yoshino bị bắt bởi chiêu cứu đối thể Hackmet, đấm đấm công lý giúp cho mạng hạ gục có cho con Galio. Hackmet hết và anh ta chắc chắn sẽ có một mạng nằm xuống như chính bản thân của mình mà thôi. Bổ tóc biến vẫn dứt điểm được Meodas, anh ta vẫn còn đang sống. Cưng ai đây không đây, cưng ai cho anh, em phải cưng ai quả này cho anh. À không, anh sai, và đó là mạng hạ gục dành cho các thành viên của Team Flash và Wexat dành cho Team Flash trong pha vừa rồi.